Dù Bắc, Trung hay Nam, phở ngon đều nấu theo công thức truyền thống. Bố, con muốn ăn phở. Phở à? Có ngay. Hành, tỏi, gừng nướng thơm, hòa quyện với năm gia vị phở đặc trưng, cùng thịt bò ninh trong nhiều giờ. Tất cả quy trình ấy cô đọng trong gói nước cốt phở. Từ phở đệ nhất mới cho hương vị đậm đà, thơm ngon như phở quán. Wow. Phở đệ nhất ngon như phở quán.